Xin chào các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay, xin nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất về video mới của mình. Xin cảm ơn. Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em đấu cái sơ đồ của cái van điện, hệ thống van điện. Thì trước mặt anh em đây chính là cái sơ đồ ha. Thì mình sẽ hướng dẫn là anh em là đấu nó như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta thấy là ở đây là cái trạm trung tâm, thì mình vẽ một cái sơ bộ như thế này cho anh em dễ hình dung ha. Đầu vào nước vào là ở đây, nước vào ở đây, và nghĩa là máy bơm ha. Và sau đó là chúng ta sẽ đi qua lọc và qua đồng hồ và đi vào hệ thống tưới. Còn xả ngược như thế nào thì chúng ta coi xem ở video khác. Khi mà chúng ta đi vào như thế này rồi á, thì chúng ta sẽ lấy một dòng nước ra từ vị trí sau lọc, có nghĩa là bất kỳ cái đoạn nào ở trong cái đoạn này đều được ha. Nói chung là chỗ nào mà gần cái máy bơm nhất ha. Gần các cái van này ha. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái van điện từ. Van điện từ của chúng ta sẽ là cái loại này, như trước mặt các bạn nhìn đây, là nó có dây cổ lằng nhằng các cái ha. Thì chúng ta sẽ như thế này, công việc của chúng ta là sẽ phải tháo hết các cái này ra, tháo hết các cái sợi dây này ra, và sau đó là chúng ta sẽ gắn các cái con ốc này lại. Đây, gắn cái các con ốc này bịt lại, chỉ chừa một cái lỗ ở đây thôi ha. Đó, gắn hết lại, không có chừa cái gì nữa hết. Tháo hết các cái sợi dây này ra ha. Và bịt nó lại ha. Chúng ta bịt lại tất cả các cái con ốc để chúng ta bịt lại hết. Và chúng ta chừa cái đường dây đây, chừa cái lỗ để chúng ta làm ở đây ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt nó như thế nào. Thì căn bản là cái van này á, là chúng ta để ở ngoài chúng ta để ở ngoài xa. Này, chúng ta để nó ở ngoài vườn cây ha. Ở đây là đi ra, là đi ra tưới đây này. Đấy, chúng ta đi ra ngoài tưới. Và như thế thì cái sợi, nếu mà chúng ta để y như cái hình này đó, thì chúng ta sẽ thấy hai sợi dây điện ở đây. Chúng ta sẽ kéo về trạm trung tâm ở đây. Đấy, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ đi dây điện dọc theo cái này á. Nếu chúng ta đi dọc điện, dây điện dọc theo cái này thì nó dây điện nó sẽ dài và nó sẽ nguy hiểm. Đó là một cái vấn đề. Cho nên chúng ta mới sử dụng dây nước. Thì trong cái việc sử dụng dây nước á, thì chúng ta thấy là ví dụ như ở đây là 100m này. Rồi đây 100m này. Đây là mình ví dụ thôi ha. Thì chúng ta sẽ đi như thế này. Chúng ta sẽ lấy từ cái điểm vị trí này, cái vị trí này, chúng ta sẽ đi một cái sợi dây nước, đi vòng cặp theo đường ống cặp về ha. Này, mình sẽ cặp về cho các bạn xem. Này, cặp về đây. Giả sử như là cái van này là van, mình sẽ đánh dấu thứ tự là 1 2 3 4 5 6 ha. Thì chúng ta sẽ đi ở đây là ví dụ như là 1 theo thứ tự đến 6 ha. Vậy là cái van này là van số 3, thì chúng ta sẽ đi vào vị trí số 3. Đây. Còn vị trí số 3 nó đấu như thế nào thì mình sẽ làm một cái clip khác. Hoặc là chúng ta có thể nhìn vào đây nè. Chúng ta có thể nhìn vào đây là cái đường dây này nè. Đấy, là nó sẽ kéo về cái cục màu cam này. Đây chính là cái đường này. Đấy. Và cái đường này đi qua đây, đi vào cái cục màu cam này, chính là cái đường kéo từ đây. Chúng ta sẽ mở một cái con đường từ đây đi qua ha. Thì con đường này là đường chung. Đây là cấp. Còn đây là điều khiển.
Đấy, các bạn lưu ý là cái chỗ đó. Còn cái đường này chỉ là đường xả thôi ha, đường xả để nó chảy một ít nước ra khoảng tầm đâu đó nửa ly nước uống rượu ha, bằng một ly nước uống rượu nhỏ xíu thôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là đấu dây như thế nào. Ví dụ như mình sẽ vẽ màu khác đi cho các bạn dễ hình dung ha. Thì cái van số 1 này nó sẽ được đấu vào đây. Đấy, có nghĩa là dây số 1 này là đấu về cái cục cam này nè, là cái sợi dây này giống giống như vậy ha. Đấy, thì chúng ta kéo đưa cái cục cam này vô trong cái trạm trung tâm thôi ha, còn cái cục van này nó vẫn nằm ở ngoài. Và chúng ta tiếp tục là cái van số 2, thì chúng ta sẽ kéo cái sợi dây này đi theo đường, xin lỗi, màu tím thì nó trùng ha, mình sẽ đi qua màu đen ví dụ vậy, thì chúng ta sẽ đi qua màu đây số 2. Rồi tiếp tục như vậy thì chúng ta van số 4 chúng ta cũng đi một đường đây, xin lỗi, từ đây mình kéo qua van số 4 ha. Đấy, rồi van số 5 chúng ta quay lại màu khác, màu vàng đi ha, số 5. Đấy, nó bị trùng rồi ha. Rồi van số 6. Đấy, chúng ta lưu ý là gắn gắn vào các cái vị trí đó ha. Đây, gắn vào các vị trí này và kéo dây nước về. Thì cái sợi dây này chúng ta sẽ sử dụng là dây 7 mm, và chiều dài mà hiện tại bên mình lắp được là nó là khoảng 300 m từ vị trí trạm bơm ha. Thì đây là cái phần cấp vào cái các cái mạch ha. Đây là cái mạch này, thì chúng ta thấy là cái mạch này ở đây là nó có thể là mở theo dạng là tự động ha, tự động này. Rồi đây là tự động nha. Rồi có thể tắt bằng tay này, mở bằng tay này. Đó là không cần phải có điện đó. Thì chúng ta có thể điều khiển từ 1 đến đến 6 thoải mái. Tất nhiên là bao nhiêu van thì còn tùy thuộc vào sơ đồ ha, tùy thuộc vào mảnh vườn. Và bây giờ chúng ta sẽ đấu cái phần này vào. Đấu cái phần dây điện này vào. Thì chúng ta thấy là ở đây dây điện là nó có hai sợi, là sợi đen và sợi đỏ ha. Chúng ta vẽ nó ra thì nó sẽ như thế này. Đây sợi đen này. Rồi, một sợi là sợi đỏ. Đó. Sợi nào cũng vậy hết. Cái nào cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta đầu tiên là đây là một cái mặt. Cái mặt này thì các bạn có thể mua bất kỳ cái mặt nào thì tùy bạn nha. Còn đây là cái mặt của mình là như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ có là cái cục adapter là 24 V. Ở đây có hai cái sợi râu ra. Râu ra là chúng ta có thể là đưa ra là dây đen hay dây đỏ thì tùy mình ha. Ví dụ mình đấu dây đen vô đây thì nó sẽ đấu tiếp vào dây đen đây. Đấu chung vào một dây đen ha. Đấy. Còn sợi dây đỏ đó thì chúng ta thay vì chúng ta đấu về cái cục adapter 24 V, tất nhiên là 24 V này cũng vẫn phải nối nối vào đây ha, nối vào đây. Còn cái ổ cắm này chúng ta sẽ cấp nguồn cho cái mạch này. Đây là cái loại mạch của bên mình là cấp nguồn liên tục như vậy là 220 V ở đây ha. Còn cái dây này là dây kích hoạt thì nó sẽ là cấp vào đây. Ở đây là một cái tăm mơ ha. Còn các bạn muốn điều khiển nó theo dạng gì thì tùy bạn. Cái này là đương nhiên là cắm vào trong cái ổ cắm của tăm mơ. Thì tăm mơ này nó sẽ chạy cho các bạn nhiều chế độ, ví dụ như 246, 357, cái đó là cái setup. Cái này hình như chỉ có 150 ngàn đổ lại thôi ha. Thấp hơn 550 ngàn. Còn cái mặt này là mặt chuyển mạch. Chuyển mạch nghĩa là sao? Thì mình đấu dây thêm cái phần này để các bạn nhìn dễ hình dung. Đây, thì đấu dây nó như thế này,
là cái dây ra của cái pin cái adapter 24V thì chúng ta sẽ cặp vào đây. Đấy. Sau đó thì từ đây nó sẽ đi ra một cái chân đi về cái mặt. Đấy, các bạn hình dung này. Đấy. Thì chúng ta chỉ cần cấp một một chân vô như vậy là được rồi. Sau đó chúng ta có thể nhìn thấy ở đây á, là thực ra là nó đấu vào cái xanh xanh này này. Cái hình ở trên chỉ là hình vẽ thôi ha. Đây, đấu vào đó xanh xanh này nè. Đấy. Rồi chúng ta đấu vào đây. Rồi tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ nối tắt qua. Ví dụ như chỗ này là các bạn nhìn thấy đây là hình cái khóa ha, có nghĩa là khi mà cái chỗ này nó bật lên á thì chỗ này nó sẽ có điện, rồi có từ từ nó chuyển động chuyển chuyển đổi qua ha. Ví dụ như mình set up cái này là 1 phút ở đây thì tự động là sau 1 phút thì nó sẽ chuyển qua cái này, rồi sau 1 phút qua cái này, sau 1 phút qua cái này, là cái bộ mặt này gọi là bộ mặt chuyển mặt ha. Thì các bạn cũng nối máy bơm vào luôn. Ví dụ như đây là cái đường để mà chúng ta nối máy bơm vào. Tất nhiên là nối vào cái này là phải có một cái khởi động từ ở đây ha. Khi nào mà đây 2 dây vào 2 dây ra, khi nào mà nó bật chuyển mạch á thì tự động nó sẽ mở luôn máy bơm. Đấy, thì cái đó là đơn giản rồi. Mấy anh mà bên thợ điện thì hầu như ai cũng biết. Và tiếp tục chúng ta sẽ nối tắt. Chúng ta sẽ nối tắt cái đoạn này qua ha. Đây chúng ta sẽ nối cái đoạn này này. Nối qua đây. Đây cái chân đỏ này qua đây ha. Chân đỏ này qua đây. Nghĩa là sao? Chúng ta cấp cho nó gần như là có điện hết, nhưng mà nó chưa qua cái khóa thôi ha. Đấy. Thì cái này là chỉ có 6 van thôi, thì chúng ta đến đến K4, K5, K6 thôi ha. Đấy. Và từ đây thì chúng ta sẽ bắt đầu đi cái sợi dây ra. Là ra đây. Vô dây đỏ này ha. Mình mở to cho các bạn xem ha. Đây. Từ cái chỗ này đi ra. Các bạn để ý cái xanh xanh ở dưới ha. Mở cái video chế độ phân giải cao tí xíu để mà xem. Này. Rồi tiếp tục. Đấy, cứ như vậy ha. Thì nó hơi lằng nhằng tí xíu nhưng mà chúng ta chịu khó nhìn là nó sẽ ra. Đấy. Đây là tổng thể cái mặt của toàn bộ cái phần mặt mà van nước cấp về ha. Thì chúng ta lưu ý là gom các cái dây này này vào trong cái mương và kéo nó về, và chúng ta cũng làm dấu luôn là ở chỗ này là dây số mấy ha, ở ngoài này là cũng van số mấy luôn để khi chúng ta dò cho nó dễ. Và trường hợp mà nếu như mà chúng ta bị đứt dây đó, đứt dây nước á, thì chúng ta sẽ thấy là nước nó sẽ chảy ở đây, nó sẽ nhiễu lên, nó ướt một vùng ở đây và chúng ta phát hiện ra là cái chỗ này là bị đứt dây ha. Và chúng ta mở ra chúng ta sẽ coi, và để mà coi được á, thì chúng ta sẽ xem cái van, tất nhiên là chúng ta sẽ biết là cái van số mấy. Ví dụ van số 6 là không có chạy nữa thì chúng ta sẽ biết là sợi dây số 6 là cần phải nối lại và thay thế. Đây là một cái lợi điểm của cái việc là cái van sử dụng tín hiệu nước. Nếu chúng ta sử dụng tín hiệu điện thì gom tất cả các dây này vào á, thì khi chúng ta lần mò thì chúng ta sẽ không biết là nó đứt ở chỗ nào nha các bạn. Rất là khó để biết mà đứt ở chỗ nào. Đấy, lỡ như nó đứt cái đường dây điện á. Còn đây chúng ta điện là chúng ta đã gom vào trong cái bộ mạch như thế này thì nó sẽ thoải mái hơn. Rồi, hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được cho một số anh em. Rồi, chào anh em.